Rồi đi tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh cặp đực ha. Đó thì trong đây thì có một con bò bê, đó và một con hấp kem của chú chị. Đó con bò bê và con hấp kem ha. Đó thì cặp đực này thì chủ nhà bán giá là 31 triệu. Đó, em nói cái hai con đực này cái giá rất yêu thương luôn của chú chị. Bò thì cũng 7 tháng rưỡi tuổi hết rồi. Đó, 7 tháng rưỡi tuổi của chú chị. Tướng ta cấp mình em nói có hai con này đít nở dài nở thì khỏi nói luôn. Đó bò thì chân móng hoàn thiện ha. Đó không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì của chú chị. Thì con bò ba bê nè, con này thì chiều cao là 1m14, đó 14 15 bò, còn con kem thì chiều cao là 1m17 bò. Đó chiều cao là 1m17 18 bò của chú chị, con pháp kem là chiều cao 1m17 18 bò. Đó nhưng hai con thì em nói thì xương sóc rất to, tướng tá cấp mình thì đít nở dài nở đó. Đó giá là 31 triệu. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại lên màn hình. Hai con đầu thì đột trụi tên của chú chị. Đó đầu thì đột trụi ha, mặt thì mặt bự mặt cục á. Đó mặt bự mặt cục, bò thì cổ vắng cổ ru không, nhưng hai con này thì em nói rất bia cái đít kia. Nhìn đít dài thì khỏi nói luôn của chú chị. Xương sóc thì cũng rất to luôn, chân móng thì chân móng sò, đứng rất khéo luôn. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về nuôi với béo thêm ha. Đây tướng ta cấp mình nè. Đó bò này thì cuối cùng chủ nhà có cột rồi, bà con mình bắt về là không sợ xuống bò luôn. Cái con kem này chứ lực lạc lắm cô chú chị, con kem này dạng đít nó khỏi nấu luôn. Đó tướng ta cấp mình nè. Chân móng này. Đó chân móng tướng ta cấp mình nè. Đó giá là 31 triệu. Đó giá này là giá chốt không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Bò thì 8 tháng 7 tháng rưỡi tuổi. Đó 7 tháng rưỡi tuổi có hơn rồi. Đó con kem nè. Con kem tướng cá cấp mình thì rất dày bò luôn. Nó nở dày nở thì khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó chiều cao là 1m17 18 bò nè. Đó còn con ba bê cao là 1m14 15 bò. Đó thì hai con này giá là 31 triệu. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó giá này là bên em không có bao ship nha cô chú chị. Đó nói chung thì bò nào em báo bao ship thì bao ship nha, còn bò nào em báo không có bao ship là không bao ship nha cô chú chị. Đó con kem tướng ta cấp mình. Em con kem rất dày bò luôn, con bò này cấp mình nên sao nó nuôi lên bò khỏi nấu luôn cô chú chị. Ăn uống mạnh rồi, bò này nói chung thì ăn uống mạnh rồi bà con mình. Đó, bắt về không sợ xuống bò luôn, con nào cũng mấy cái dàn đít nè. Đó nở dài nở nè. Đó, con nào lấy dài là dây đôi không dài đây. Đó cô chú chị thấy cái dàn dài nè, con kem cái dàn dài nè, đó dàn đít nè, đó mặt mày nè, đó hai con mặt mày nè, con bò bê nè, bò bê cũng dàn dài hết biết luôn, dàn dài dàn đít nè. Đó hai bò vậy có 31 triệu à. Đó phần xương trước nè. Thì trước khi mua bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi tốn tiền. Đó mình kiểm tra có vú giò vú cẳng hay không, có thòng rúng thòng ruột hay không, bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó, hai con ăn uống cái nước ăn em đấy, hai con này nước ăn đó thì khỏi sợ luôn. Bà con bắt về hai nước ăn hai bò này em bảo đảm chương trình khỏi sợ nó xuống bò luôn. Đó về nó ăn uống mạnh là nó phát lên luôn rồi. Đó giá là 31 triệu. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, thiệt ưng mình không mua ha. Trước khi hình em cũng thương lượng sắc giá bà con mình hết rồi, tướng tá cấp mình nè. Đó thì nói chung thì lúc này nè, đó thì nói chung thì bò đực cũng rẻ nó tước lắm cô chú chị. Đó thì bà con nào mình muốn mua bò vú béo thì nói chung thì hiện tại lúc này mình mua đó về nói chung thì rẻ nó tước cũng 7-8 triệu con không. Đó thì bà con mình ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, thiệt ưng mình đã mua ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại lên màn hình. Đó thì cặp đực này giá là 31 triệu. Đây con nào lấy cái dàn đít nè. Đó, 31 triệu là giá tại chuồng ha. Rồi thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh cái kem tơ chữa ha. Đó thì con này thì hiện tại đang chữa 5 tháng của chú chị. Đó bò tơ. Đó con này thì tơ chữa nè. Đó tướng ta cấp mình nè, khá đẹp luôn cô chú chị. Nãy nó chữa dữ vậy. Đó thì nói chung thì anh chủ nhà đây hiện tại đang nó chữa ba bê của chú chị 5 tháng. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tìm hình.
không đóng cửa lại. Đó cô chú chị, nói chung thì con này thì anh chủ nhà muốn bán giá là 26 triệu. Đó, giá 26 triệu ha. Đó, kèm tơi chữa. Thì đối với những con bò chữa thì em giao về trong vòng 1 tuần lễ thì cô chú chị kêu thú y khám xác minh chữa giùm em ha. Đó, nếu có chữa rồi thì em giao phần chữa cho cô chú chị mình luôn. Đó, còn những con bò những con bò kem tơ tàn sát nhất của cô chú chị thì chiều cao con bò này thì 1m39 tới 1m4 bò. Đó, 1m39 tới 1m4 bò thì nói chung thì nằm như tàn sát chất rồi. Đó, một tàn xương rất lớn luôn. Em nói con bò này tàn, nói chung thì nằm như tàn sát chất rồi của chú chị. Đó, cái ngàn của nó hết biết cái ngàn luôn. Đó, thì hiện tại đang chữa 5 tháng thì nói chung thì chữa 3B. Đó, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó, thì bà con mình ưng nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Đây, thì con kem này thì nó có bông của chú chị. Thì con kem này thì nó có bông ha. Đó, bông mình với bông giò rồi đó. Đó, tướng tay cấp mình chân móng nè, chân móng nè. Đó, thì về phần rúng yếm nè cô chú chị. Đó, rúng là vú thì 4 vú ha. Đó, rúng nè, đây chân trước nè. Đó, chân sau nè. Chân sóc thì cũng rất to. Nhưng mà em nói con cái ngang con bò hết nói luôn của chú chị. Ngang thùng dạo tướng tá gấp mình thì nó rất đẹp. Đây, mặt mày nè. Đó. Thì con bò này sẽ mặt nó nằm ngay miếng mắt qua của chú chị. Đó, sẽ mặt nằm ngay miếng mắt qua ha. Sẽ lưng thì nghiêm chỉnh, nhìn cái lưng hết biết luôn. Đó. Giá là 26 triệu. Đó, 26 là giá con bò này, giá tại chuồng ha. Giá này là bên em không bao ship của chú chị. Đó, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về để mình làm giống hình sàn. Đó, tướng ta cấp mình thùng dạo nè. Đó, con này mà có 26 triệu em mới tiền thịt không, bò cũng hai mấy triệu của chú chị. Đó, tiền thịt thì cũng lòng 45 triệu bò này, tướng ta cấp mình. Đó, mà chữa 5 tháng luôn, bò tơ. Đó, bò tơ mới chữa đầu tiên. Đó, thì nói chung thì đi toàn ghép xe không, bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thì ưng mình đã mua ha. Thì bà con mình bỏ mấy chục triệu để mình mua con bò về mình làm giống hình sản, nuôi cho béo đó. Thì bà con mình xem tới xem lui cho kỹ đi, cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua. Em nói con bò chữa cái giá rất yêu thương luôn của chú chị. Đó, cái giá rất yêu thương luôn. Đó, có 26 triệu à. Tướng ta cấp mình thùng dạo nè. Đó, hết biết cái tàn không? Em nói con bò cái tàn nó nằm như tàn sát chất, cái chiều cao 1m39 tới 1m4 là nằm về tàn sát nhất thì của chú chị. Tướng tá kiểu mẫu thì nó rất đẹp luôn. Đó. Tướng tá cấp mình đó. Đó. Cái giá là 26 triệu. Đó, và con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi thì ưng mình nó mua ha. Bộ Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó, thì bà con nào cũng mua bò vô béo, bò sinh sản vô 20 giờ có ưng thì điện cho em ha. Đó, thì hình ảnh về giá cả của con kem tơi chữa này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình xong. Rồi bây giờ tiếp tục cái video ngắn ngày hôm nay.